trước khi mà lên hình là bà ngoại tạo kiểu tóc cho Putin đó cả nhà. Anh Quang tạo kiểu tóc chưa? Đây, xin chào cả nhà. Xin chào cả nhà. Sáng nay hai đứa mình đi chợ có chuẩn bị được mớ tôm xong nè cả nhà. Bữa nay tôm này mình sẽ kho ăn với lại canh rau má. Rau má thì chút xíu nữa mình nấu với lại tôm khô. Giờ sáng nay gia đình mình tập trung làm đồ ăn cơm sáng ha. Giờ hai chị em mình lột đi, mượn mẹ mẹ ở trong thì mẹ đang lựa rau má ra để nấu canh. Rồi cô Tiên biết lựa rau má không? Không biết lựa rau má thì đi lấy cái tô đặng ngâm con tôm khô cho mẹ đi, đi lấy cái tô đi con. Ừ, đi vô tủ lấy cái tô đi. Cái tôm này mình lột. Ừ, cái tô nào cũng được. Rồi không chịu lật rau thì đi ngâm tôm khô được không? Rồi con cho tôm khô vô đi. Được à, thêm miếng nữa đi con, thêm miếng nữa à. Rồi được rồi, nấu canh nhiêu rồi được rồi. Con thấy công việc này dễ dàng hơn là lặt rau với bà ngoại không con? Dễ. Nè, chọn cái công việc này đặng xong rồi thì đặng đi chơi đúng không? Đúng không? Rồi, nhiệm vụ của con xong rồi đó, con đi chơi đi. Yeah, yeah. Cô hổm kêu ngâm củ hủ dừa làm cái sộn hết trơn trong đó. Bữa nay em gan kêu nó ngâm cái gì? Tôm khô hả? Gan rồi đó. Đây là cái mớ tôm xong mà sáng mình đi chợ Gò Quao nè. Tôm thì tôm xong thì nó đủ cỡ hết trơn cả nhà. Thì cũng đủ loại luôn. Tôm sú rồi tôm càng, rồi tép lóng, tép bầu, rồi con tép bạc nữa. Rồi con tôm chì nữa. Cái này là băng mua là 100.000 ký nè, lộn xộn vậy nè. Hồi sáng là nó còn sống luôn á, nó còn nhảy xoay xoay luôn. Nãy giờ mình đem về thì nó cũng ngẫm rồi. Thì anh Quân chị Ly lột ra. Lột ra để mình chút xíu nữa mình kho. Mấy con nước. Nhỏ nhỏ gì là mình sẽ để ra luôn, không lột, ăn cho nó giòn nè. Còn con nào bự cứng thì mình lột. Có mấy con dạng con thẻ bạc xong á bạn. Mình sẽ để vỏ lại. Dạ nó giống như xuống. Hôm qua nhỏ xay không anh Quân? Dừa vừa, phải xay là bữa nay ăn cháo rồi. Hôm qua nhà mình không có ăn cơm nguyên ngày luôn, ăn cái lẩu đó rồi nhúng mì đó rồi buổi chiều. À, mình cũng không có ăn cơm luôn, ăn có một buổi à. Bữa nay thèm cơm rồi, mấy ăn tép này cái mình kho lên, kho nước nước chút xíu, nó bỏ ớt rồi bỏ tiêu bỏ hành vô cho nó cay cay ăn cơm. Kiểu như tép kho tiêu ha. Ừ, kho vậy đó. Ừ, kho cho nó cay cay ăn chút. Cho tép mỡ lên nữa. Còn tép tép mỡ. Rau má này là rau má vườn Út Nghé cắt đem qua nè, cả nhà mới đem qua hồi sáng nè. Còn tươi xanh luôn. Xíu mình nấu canh với lại tôm khô. Nãy Út Nghé đem qua hai bọc cũng nhiều lắm mà mình lấy ra có một bọc hơn bọc một chút à. Phần còn lại để sấy với lại nước dừa hay là rau má hay đậu xanh gì đó uống cho nó mát. Cái gì đó cũng có 20-25 ngàn cắt dạ. Thấy khọt cực ha. Dạ. Cắt vô phải rửa. Rửa lụm rác đây cũng lâu lắm đó. Dạ. Cắt định ký lâu lắm. Nó nhẹ, cái này là mình đã rửa rồi có dính nước rồi đó chứ khô luôn biết nhiêu ký. Em cho gốc hành với lại củ hành tím vô để ướp tôm. Rồi thêm tiêu. Đường, bột ngọt, hạt nêm, nước mắm, nước màu như mình kho tiêu vậy đó. Mình ngộ, bữa nào mà không ăn cơm một bữa một là thèm mà trời. Ừ. Bữa nay kho tiêu này ăn cơm lại cho bảy bụng bữa. Thèm cơm trắng ha. Bên đây thì cái mớ tôm khô nãy cô Tiên ngâm nè cả nhà. Mình sử dụng nhiêu đây được rồi. Trời ơi, giờ này ngáp rồi. Trời ơi, ngáp mà không khi nào ngủ trưa chứ không cô Tin. Con lại giờ còn có áp dụng cái chiêu mà đi trốn ngủ nữa không? Mẹ nghĩ Tin, mẹ nghĩ bây giờ bà ngoại mắc giữ coupon rồi. Con giống như là lớn rồi giặt ra bên này. Bởi vì đâu có còn bắt con ngủ nữa phải không? Con đỡ trốn phải không?
khỏe. Khỏe không? Không cần trốn gì hết trơn. Gì hả? Đi đâu muốn đi à? Đi đâu muốn đi? Đi đâu cũng được hết trơn. Đi đâu cũng được trơn hả? Rồi thường thường buổi trưa con đi đâu? Đi vô qua nhà mà hai chơi không? Gì đó hả? Chị cô Bon. Gì hả? Con đừng chỉ chiêu cho cô Bon trốn ngoài nha. Con trốn rồi đừng chỉ chiêu đi. Con nghĩ là cô Bon nếu mà anh cô Bon lớn lên cỡ 3 tuổi đi là biết cái biết bằng kế trốn rồi đó, là con có truyền công thức đó lại không, truyền cái bí quyết đó lại không? Thì bí quyết lại trốn ngủ hay vậy? Siêu phụ không siêu phụ gì đâu. Tôm khô thì mình cho vô mình xào với tỏi mỡ hả bạn? Xào với tỏi. Rồi, giờ em cho tôm khô vô. Tôm này tôm đất phần để dành để nấu canh, nấu súp rồi nè. Nó ngọt nước vậy đó. Món này thường thường bà con hay đâm ra, nhưng mà nhà mình thì không có đâm để nguyên con như nè, mà mình ninh lâu lâu chút xíu chứ cho nó mềm ra đó. Chứ chút nữa mình ăn cái con tôm luôn, nó sực 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 cũng ngon lắm. Đây nấu mà chừng nào cái con cơm mà nó ra hết nước ngọt á, cái là mình cho hạt gia vị vô rồi cho rau má vô. Cười gì tự nhiên cười vậy? Tự nhiên mấy cái này đây thấy anh coi phim mắc cỡ quá. Sáng nay có ăn sáng không bạn? Sáng nay ăn sáng khoai lang. Khoai lang lâu lắm rồi mới ăn cái kiểu mà khoai lang trắng mà luộc lên á, ngon. Ngon ha. Ừ, để lấy khoe cả nhà. Bên đây thì mình cũng bật lửa lên nè. Đợi chút xíu nữa nó rút gia vị xong mình sẽ cho vô một ít nước. Cầu khoe khoai lang hả? Ừ, khoai lang. Mà băng khoai lang. Băng khoai lang. Bà hổng mua mấy củ khoai lang trắng nè, cái tính luộc lên vị nè, cái sắc ra với kết hợp chung với lại mít cốt hả? Mít cốt với lại chuối á. Ừ. Chuối mà dẻo dẻo á. Cái đó em có đó. bột khoai á băng. Bột khoai đó, bột bán nữa. Cái khuấy nước cốt á, cứ lên ăn ngon lắm. Khoai lang này á, người ta luộc lên vậy nè cả nhà. Ở dưới người ta hay bán, người ta sẽ sắc khoanh. Ừ. Sắc khoanh khoanh gì nè, cái người ta chế cái nước cốt. Như băng nói là cho bột khoai bột bán. Cái tôm nó rút gia vị vậy đó cả nhà, mình cho vô một ít nước lọc nữa nè. Sáng giờ cha đổ được mấy cái rồi cha? Sáng giờ cha đổ được mấy cái rồi? Sống chơi rồi mình hoàn thành cho sáng giờ đã khuôn, hổm hôm qua không có ổn, hôm nay mới mở. Dạ. Trong hết trơn rồi đó, hổm nay một tuần mấy. Dạ. Được 20 cặp. 20 cặp, 40 cái hả cha? Ừ, là 2 tuần mấy rồi. Dạ. Nhật tới là 3 tuần đó. Dạ. Khoảng ngày thì cha đổ chậu, xong mấy bữa nay xả lúa đó cha, chưa có quẩn bữa nay đem cái chậu nè, mấy cái khuôn đồ nghề nè đem ra vệ sinh nó cho sạch sẽ. Băng cắt một ít hành với lại ớt để mình cho vô cái chảo tôm kho. Rồi, giờ em cho tóp mỡ vô. Bít mấy tôm luôn anh Quân ơi. Rồi, em cho ít tiêu vô. Rồi, em cho hành vô luôn.
Cái này ớt là cái màu trùng với màu tôm phải không? Ừ, trùng với màu tôm rồi đó. Rồi, mình cho ớt vô. Cái này cho nó dập hành cho mình tắt lửa liền. Cái nó còn nước sền sệt vậy đó. Thôi, cái mình múc một muỗng dính dính vào chan cơm cho nó ngon. Rồi, hành dập rồi, mình tắt lửa. Sáng hôm nay gia đình mình làm bữa cơm đơn giản. Cái gà má biển thì nó sẽ bự hơn gà má này hả bà? Nó bự hơn, cái này gà má vườn, gà má đồng nè. Ừ. Nó mặn mặn hơn, mà nó thơm hơn, nó không dai nha. Nó giòn. Ừ. Nó hơn cái kia ăn dai lắm. Cái loại kia nó ăn nó cộng nó dai nhất à. Cái rau má này nó cũng nhiều loại lắm. Trước mình đi lên trên khu vực Long An á, có loại rau má bự bự không à, mà bà con mới ăn không ngon. Nghe mùi chầu á. Ừ. Cái loại nó nghe mùi chầu, cái đó là rau má gì á. Ừ. Mình cũng không gặp nữa. Mà ăn thì vẫn được. Ừ. Múc gì dính tóc mỡ hết trơn. Hồi sáng có điện Út Nghé cái nói bữa nay ăn cái gì bén bén chứ thèm cơm quá. Út Nghé nói nếu mà có tép mình gam ăn lâu quá không ăn, mà bữa nay mình chế nhẹ lại là mình kho cho có nước nữa, chan ăn cho nó bắt cơm chút xíu nữa. Kho ha, kho có nước. Hồi sáng tính gam nước cốt dừa đó mà thấy bộ hơi ngán á. Hơi ngán. Thèm cơm trắng mà ăn với cái nước gì nè. Lần hai tô luôn hả? Té cái ẩm. Chị không có hai tô đó chứ không có dư miếng nào hết trơn. Dạ ăn cơm hen, ăn được chưa? Được rồi ha. Rồi, gia đình mình xin mời cả nhà ăn cơm. Rồi, mời cả nhà ăn cơm. Mời cả nhà ăn cơm sáng nha. Mời cả nhà ăn cơm. Cô má, sáng là cưng cắt qua đó. Yeah. Hay là mẹ cắt gì đó, hay là cô Nông cắt gì đó. Nói Út Nghé cắt, Út Nghé cười. Có gì vô chở thôi, chứ cắt chắc không phải. Bởi cười. Bên đó mày rồi cũng còn có má gì nữa. Dạ. Dạ. Đó con má này mọc ở trước cửa nhà mình á. Mọc mà bà mẫu tái hạn đi thấy. Nó rớt dính tôm vô chén quá trời luôn. Có tép mỡ cho vô nó béo. Hôm qua không xay mà bữa nay ăn cơm trắng với lại tép kho gì cũng ngon như thường hả? Ừ, à, để chén cái bỏ cha nói thấy ớt ăn thèm liền. Thiệt hồi đó nó má này đâu có hái trước đâu. Bắt nồi cơm lên là cắt nước cơm rồi là đi mới đi hái ra bà mẫu, ra bà mẫu là có không có chồng chăm sóc băng bón hơ đâu. Không không là bà mẫu không ra đó, hồi đó làm ruộng không có đâu có thuốc cỏ đâu, nó lên dữ lắm. Mọc cái bà mẫu làm miếng ớt trước cái nó thè tê tái luôn á, kích thích vị giác này ha, đánh thức luôn chứ không thôi ngủ quên à. Đã sao bữa hôm qua nó thèm cơm á. Ừ. Hôm qua nhà mình không ăn cơm, cái thèm cơm. Ừ. Em hôm qua nó không có miếng cơm nào trong bụng. Má như qua cũng thật. Không ăn cơm, nói chung có ăn no ngủ đàng hoàng mà không ăn cơm qua nguyên ngày qua không ăn cơm. Mình ăn lẩu. Ừ. Chiều qua không có ăn cơm luôn, chiều qua ăn hủ tiếu. Còn má hay cái công người ta cắt á. Dạ. Rửa cũng cực lắm á cho em. Dạ. Cực hơn công chở thôi nhá. Cực hơn công chở. Nghe nó chở có gì đâu. À, cái xe có đồ máy sẵn móc kìa đó, bà số tới à. Bà cái này con gậy hay con tôm sú gì nè. Hả? Dạ tôm sú hay gì vậy? Cái đó con sú đó dạ. Lộn xộn. Nước kho ngon quá.
qua đám tiệc thường mình thèm gì nó mặn mặn, ăn cơm vô cho nó đã một cái. Rồi cô Tiên ăn được không con? Hôm qua ăn mì nước riêu cua ngon không? Ngon. Bữa nay ngon không? Bữa nay không ngon, bữa nay không bằng hả? Không bằng. Vì hơi con hấp thử nước canh nè, tôm khô con ngâm là thế nào cũng ngon như hôm qua đó. Con có ăn tôm chưa? Dạ. Con ăn tôm chưa? Có ăn tôm. Dạ. Con có ăn tôm khô canh này không? Hơi con ăn thử tôm khô canh này nè. Nó sực sực nữa, ngon lắm. Con bự luôn. Đó, gỡ chân lần tiên hả? Tôm bự thì vô làm sao vậy ta? Nó lộn xộn hả? Lộn xộn á, tôm xong bự. Tôm xong á, cân nó đủ tới, tôm này nó cào quá. Đi nghe cào á, nên bắt vậy luôn. Cũng đâu có lựa loại phân loại. Nhâm dương nó bụi á. Dạ. 800 gram rửa là được, khi mà bỏ vô 8 kg rửa là xong rồi, thành 10 kg. Dạ. Vì rửa đỡ được chút bao giờ? Mà không phải mục đích quân tây, nếu không rửa sạch ra bán mấy người ta đâu chịu cân lại đâu. Dạ. Gạo má này mà chịu sình lắm, sình dữ lắm, không rửa kỹ là sình. Nó thấp quá bằng. Ừ. Xuống văng lên. Dạ. Cắt lên em. Tao gộp lại cắt nhiều lắm, các bạn nhúng nhúng. Cỏ ra rồi ra ủ. Chị ba phải làm rồi nào. Thì tính ra này mình chia nãy hơi lỗ kỳ nè, làm ba con mẹ với cha dĩa bên đó ba người dĩa nọ. Ớt bệnh bộ dội hay gì? Chia làm hai đội hết không? Chia hai đội. Em thấy cũng ngang tài ngang sức lắm nè, anh với nó ngá. Mẹ chị Ly, cha ăn ngang cô Tiên. nhầm món ông ngoại ăn còn yếu hơn cô Tiên nữa đó. Anh lúc ngá gánh tem mà, bên này nó gánh tem á. Bỏ dùm chén nhé. Con bự người gửi cho một tí nè. Ngâm là phạt được không? Cô Tiên con đi học nha, con đi thi rồi, con mong biết điểm không? Dạ. Con mong biết cái điểm thi của con không? Dạ. Gì hả? Vậy sao sáng tới chị hỏi chuyện nào có điểm thi chi vậy? Để được nghỉ nghỉ hè. Để được nghỉ hè. Bữa nay kho vừa ăn quá bạn. Cái nước chan cơm ăn cũng vừa. Rất ngon. Nãy giờ con làm xương xương ba chén nhẹ, chưa thấy tấm thía. Vậy nên con bé luôn nhờ có lớp mỡ nè. Dạ. Nói chung tại mình hở mà ăn ăn dầu sợ ăn mỡ những gì cholesterol vậy, chứ thực chất là ăn mỡ ngon hơn. Dạ. Hạn chế ăn rồi ăn ít thôi, đâu ăn ít chơi đâu phải là không ăn. Cơ thể nhũn là phải. Ông ngoại cho đó. Ông ngoại cho á. Tôm là tôm tiễn đó. Tiễn. Người cả nhà con tôm tiễn mà lớn. Mua một tôm có được có hai con, hai con bự. Là nó tôm xong luôn hay là tôm nó thuộc tôm càng ta? Tôm nó dạng như tôm càng vậy đó. Tôm càng xong đó. Nó đi cào phải không? Đụng cỡ nào bán chữ bán thôi. Kiếm 100 ngàn em. Kiếm 100 ngàn. Bán lộn xộn luôn nha. Còn sống sơ sối. Tôm này ăn ngon à. Thấy nhỏ nhỏ vậy, thật sự ăn nó ngon. Giòn da. Xong rồi. Đặc biệt cái này mua ở sông Gò Quao, ủa chợ Gò Quao á, tại người ta cào xong cái chỗ cặp sông đó, người ta đem lên ta cân bán, còn đi chợ Sóc Giang đâu đời nào thấy tôm sông luôn. Không có tôm sông, Sóc Giang không có tôm sông. Ngộ gì đó.
cách nhau. Wow, người ta có ghe sao ta sống nghề đó đó. Những khi ta đặt cào bằng đêm á, nhiều khi đầu hôm, nhiều khi 11, 12 giờ ta thức dậy, ta cào tới sáng rồi ghé chợ bán luôn. Dạ. Rồi nhầm người ta làm bằng ngày nữa. Bây giờ ta vẫn làm nè, dạ. Chiều chiều khoảng 3 giờ mấy ta ghé vô, được nhiêu ta bán nhiêu. Ta cào theo con nước. Vậy mà ta không có làm, không đi làm mướn đâu con, ta thấy gì em tiền lắm á. Thì đúng như cái nghề luôn á chậm. Nghề ta mà. Ngày có nước rộng ta cào. Nó quất nguyên họng luôn. Con đâu mới quất nguyên họng nữa con. Con nhai cho nát kìa. Tại nó không biết. Nào rồi nói cái cào với con, tụi con biết cái cào ra sao không? Hay là đẩy tự hả? Biết rồi mà. Tụi mày con tưởng tượng mày ngang cũng đâu có lớn đâu, cũng bằng cái lưới con cá hầm cá dồ mình gì đó. Dạ. Nhưng mà nó sâu lắm bác ơi. Mà cái có tùng. Nghĩa là người ta có cái khung. Dạ. Rồi có chì dưới không như cái ha, mà dạ. Cái từ cái khung ta nhỏ ha, từ mặt sát mặt đất lên đây chừng khoảng 5 tấc, 5 tấc. Nhưng cái khung đó ta kéo sợi dây ghe ta chạy thả thú nó kéo coi tôm mới nằm dưới mấy đáy sông. Dạ. Ủa vậy không, cái đẩy là khác nha, còn cái đẩy là cái xịp, cái đẩy là cái xịp, đẩy là còn cái đẩy là với anh Vũ á. Còn cái kéo là khác nữa. Cái đó là có điện đó nè. Nhầm ghe nó có điện chích vô đó đó. Đúng rồi mà, đúng rồi. Mà có điện thì cao cũng có điện nữa mà không dám đâu. Hay gì bị bắt thì thu cái chết luôn, mất hết tài lấy luôn mà. Nhiều khi đây chạy xuống tới nhà thờ 300-400 mét dở lên thì cuốn luôn con cũng chừng. Dạ. Xuống. Nhầm con nước đó trời. Ừ. Con nước. À, ớt bọng vô vô ha. Đó có là nước nghét đó hả, mà nó gánh gì đó hả? Này có anh Khải thì sao á? Ngon mà ngon có miếng ớt à. Bữa nay sạch ớt luôn rồi. Hai bên cho xin miếng ớt cậu nhé, nước mắm kìa cậu nhé. Vô đây. Nó. Anh Quang gánh bên đây xong còn xin bên kia. Không xin ớt. Bữa nay mình mệt dội hay gì đó. Có thơm thơm, ngon. Thích nơi thêm nữa. Mình ăn rồi ăn ớt thì nó bị thiếu lạc đó. Chị Ly gánh tiếp rồi đó nha. Đợi tới chị Ly ở đây không còn miếng. Quá à, bên tiên không ăn rau mà. Nó là con ăn rau gì? Vì cho lớn ăn chứ mà. Lớn ăn hết trơn. Nhỏ con hành miếng con không ăn nữa. Tỏi con cũng không ăn nữa. Đây, em cũng vậy. Bông hình như lên đại học Cần Thơ cũng còn chưa nữa. Dạ, con ít ăn rau, hồi đó con ít ăn rau lắm, mà giờ khoái rau. Ăn cá thịt thì hơi ngán. Có bồ chưa biết ăn rau nữa. Rồi đó dẫn về, dẫn đi ăn bò bía có rau đâu biết ăn. Anh dệt giá đó. Mang nhớ không biết. Vì lựa cái món nào có rau dẫn đi hoài luôn. Luôn. Phải lựa như cha, giờ nhắc con hết có vợ luôn. Ê, anh Quang không cần cha chuyện bí kíp đó cho Út hay gì á.